Dạ, lời đầu tiên xin chào quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em gần xa. Nơi đây cũng mới được biết đến. Hôm nay nhà đất quay và giới thiệu cho quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em một lô đất vườn ở tại xã Ea Vê, huyện Chư Pờ Đông, tỉnh Gia Lai. Và đây là con đường đi vào vườn của chúng ta đây ạ. Từ vị trí em đứng đây đi ra tới đường liên xã bán kính khoảng 60m đổ lại thôi ạ. Về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2 thì bán kính trong vòng khoảng 1 cây số đổ lại thôi nhá. Cho nên là chúng ta về đây có thể định cư, làm vườn đây rất thuận tiện. Chỉ ra tới khoảng 60m là đường liên xã khu dân cư rồi. Ra tới quốc lộ 14A thì bán kính khoảng 10 cây số đổ lại ạ, 10 cây số đổ lại. Nên tới thành phố Bà Rịa, Gia Lai cũng như sân bay thì khoảng 32 cây số. Và đây, hôm nay em giới thiệu quay một lô đất có tổng diện tích là 1 hectare. So với các vùng khác thì ở nơi đây đất vẫn còn rẻ. Quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em có nhu cầu mua, chúng ta về đây định cư hoặc mua cho con, cho cháu. Đó. Giá chủ nhà bây giờ cần bán, nhờ em quay về để giới thiệu một cái giá cực rẻ. Vườn của chúng ta có hai cái đường đi vào. Đây là con đường của lô cao su nhá. Đường này thì rộng và có một con đường ở đầu kia đi vòng vào. Một lô đất có tổng diện tích 1 hectare 2, toàn bộ 100% cà phê tư. Ngay sát ủy ban dân xã thôi ạ. Chủ nhà có nhu cầu bán, cần tiền để giải quyết công lợi trong gia đình, đưa ra một cái giá cực hợp lý ạ. Và đây ạ, trên đất chúng ta hiển thị trên bìa là 3 mặt tiền đường. Và đây, mặt tiền này thì dài khoảng cỡ tầm 120m. Và vườn của chúng ta là đây ạ, cà phê đây ạ. Đó, 100% cà phê tư, bắt đầu vào năm thứ tư nhá. Tức là bắt đầu chúng ta vào thu kinh doanh mạnh. Nói về giống cà thì khỏi bàn. Và vùng quanh bờ lô thì gia chủ có trồng được khoảng 100 cây gáo đấy ạ. Cây gáo này vào năm thứ 3 tuổi. Đó, là trồng vùng quanh bờ lô. Một diện tích phù hợp cho một gia đình, chúng ta có thể mua về đây làm ăn kinh tế. Đấy, ở xung quanh đây thì bên cạnh này thì họ đang trồng chanh dây và trồng tiêu thì chết hết rồi. Với đất này thì cực kín gió, ở bên trên lô đất chúng ta là một cái vườn cao su của nông trường. Thì tất cả là được che gió cái vườn chúng ta. Thì vườn này nếu chúng ta trồng sầu riêng là tuyệt đối kín gió ạ. Cà phê là giống cà phê toàn bộ giống mới TR4. Bắt đầu cho chúng ta vào thu kinh doanh. Đất chúng ta có hồ và suối ôm với cái vườn của chúng ta, tí em sẽ bay lại cam là sẽ thấy hết ạ. Cà phê này thì tương đối đẹp. Đất thì chất đất đỏ màu ba gian. Rồi em cũng giới thiệu luôn là lối đất chúng ta có độ dốc nhá. Có độ dốc khoảng cỡ tầm 30%. Độ dốc vừa phải để thoát nước. Đây là con đường hiển thị trên bìa luôn ạ. Hiển thị trên bìa của chúng ta là 3 mặt tiền đường. Một diện tích chỉ có 1 hectare mà gia chủ chỉ đưa ra cái giá để bán chỉ có 650 triệu thôi ạ. Một cái giá đưa ra để bán chỉ ra lọc nhẹ thôi nhá. So với vùng khác thì lô đất này quá rẻ. Một lô đất cà tư. Cái cà này thì gia chủ xin được xin nhá. Nếu chúng ta mua ở thời điểm này luôn bây giờ gia chủ hái được khoảng cứ tầm 40% rồi. Hái bói rồi. Còn nếu chúng ta gia chủ có nói là nếu mua luôn thì gia chủ vẫn cho chúng ta hái luôn. Thì trên cái diện tích này thì còn khoảng cứ tầm 2 tấn nhân nữa. Còn khoảng 2 tấn nhân nữa. Cà phê tư 100%. Trồng toàn bộ giống mới nhá, hàng nối thẳng tăm. Và đây, cái khu vực đây thì gia chủ có chừa lại. Cũng có ý định làm một cái nhà để đi ra đây để trú nắng trú mưa. Nhưng mà chưa có điều kiện để làm, chỉ chừa đất lại thôi. Thì chúng ta có thể làm một căn nhà nhỏ ở đây để chúng ta đi làm. Chúng ta phục vụ cái vườn. Đây ạ, cà dưới này còn rất nhiều trái đây ạ. Này, cà phê tơ 100%. Giống trái này rất năng suất, nếu chúng ta chăm sóc thì sang năm thôi là cái vườn này phải thu từ 3 tới 4 tấn cả nhân. Đây, hệ thống ống thì gia chủ có chôn, có giải đi khắp vườn rồi. Đây ạ, hệ thống đấy ạ, đi chôn khắp vườn. Có một cái hồ nhá, có một cái hồ ở dưới đuôi vườn. Này, cà phê này.
quá đẹp luôn. Để em nhắc lại tổng diện tích là 1 hecta trên bìa, đất sử dụng trên 1 hecta. Đó. Hiển thị 3 mặt tiền đường. Với cái giá chỉ có 650 triệu, gia lộc nhẹ. Đây là con đường thứ hai để chúng ta đi vào vườn của chúng ta đây ạ. Con đường này thì chúng ta có thể đi máy cày công nông ô tô vào tới đây. Và đây, con đường này thì đi thẳng xuống suối nhá. Rất thuận tiện để cho chúng ta làm phục vụ cái vườn, chăm sóc vườn, đường đi nối lại thuận tiện. Đất chúng ta tọa lạc tại xã Ea V, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Rồi, mọi thông tin chi tiết, quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442. Để được chia sẻ những thông tin về pháp lý và đưa quý anh chị về đây trực tiếp để chúng ta đi xem cái vườn. Bây giờ xin mời theo dõi live cam để biết vị trí lô đất chúng ta. Em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video gần nhất ạ.